Tổng cục thống kê cũng vừa công bố tình hình xuất nhập khẩu cả nước và tính sơ bộ cho đến ngày 15 tháng 9 vừa qua thì theo đó trong gần 9 tháng đầu năm, cả nước đã nhập siêu khoảng 4 tỷ đô la Mỹ. Thống kê sơ bộ của Tổng cục thống kê cho biết, từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 9, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 113 tỷ đô la Mỹ, trong khi nhập khẩu gần 117 tỷ đô la Mỹ, tức nhập siêu hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Các mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu lớn là thủy sản, gỗ, dệt may, giày dép, máy vi tính, sản phẩm điện tử, điện thoại và linh kiện. Trong khi đó, 9 tháng qua, Việt Nam nhập nhiều các mặt hàng như chất dẻo, sắt thép, máy vi tính, sản phẩm điện tử, điện thoại, linh kiện, phụ tùng.